Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh trên YouTube của mình. Hiện tại thì mình ở thành phố Leipzig. Ngay bây giờ thì mình sẽ đến sân vận động để xem một trận bóng tại giải Bundesliga giữa Leipzig và Bayer Leverkusen. Mình muốn quay cho mọi người xem không khí tại một trận bóng ở giải Bundesliga nó sôi động như nào nhé. Mọi người hãy xem hết video để cảm nhận nó. Và sau khoảng gần 15 phút đi tram thì từ cái điểm tram mình vừa xuống và đến sân vận động thì nó hơi xa mọi người, khoảng tầm 10 phút đi bộ. Và ngay bây giờ thì mình phải chạy vào thật nhanh để vào sân xem, bởi vì cũng gần đến giờ bóng bắt đầu lăn rồi. Bây giờ mình cũng khá hồi hộp, sân vận động thì rất to, đẹp lắm mọi người, đông quá mọi người. Mà ngay bây giờ thì mình phải đến vào tận sân ngay, sẽ quay cho mọi người xem sân nó đẹp như nào. Cuối cùng thì mình cũng đã vào đến khán đài, đều đã chuẩn bị bắt đầu, nhà pha trận đã lên rồi. Các cầu thủ đang làm thủ tục để bắt đầu chuẩn bị trận đấu. Ăn cu rồi mọi người, ăn cu rồi. Every time I'm trying to leave, I end up stuck with you again. You don't wanna fuck me up, but still I'm hated by your friends. Girl, you got me living fast, foot day through the gas. I've been running from your love, I've been running through these bands. Need to get out of this place, and when I do, I won't look back. Taking shots through the face, and I feel like myself again. Feel like time traveling every time that I pass out. Wake up like a different man and get straight through the bag. You was by my side, but it was all a lie. Love was in the air, but I left it in the sky. No designer on my body till I get my mama dream life. But I ain't gon' lie, these diamonds on me shining real bright. I hit rock bottom, now I'm rockin' on these hoes, yeah. They didn't believe me, now I'm treating like they know. It hurt when my family told me to stop dreaming. I was up some shit I can't pronounce, I was geeking, yeah. Sân vận động Leipzig này, Red Bull Arena có sức chứa khoảng gần 50.000 chỗ ngồi, tương đương với sân vận động quốc gia Mỹ Đình mọi người ạ. Mình mới nhận được thông tin là sân vận động Leipzig này sẽ là một trong top 10 sân được tổ chức Euro vào năm 2024 tại Đức, và mình cũng hy vọng sắp tới thì mình sẽ được xem tận mắt Euro, đến tận sân vận động để xem được tận mắt Euro. Mình cũng hy vọng là vậy. Có một điều tiếc nuối của mình tại sân vận động này đó chính là mình đã không được đi xem trận bóng giữa Real Madrid và Leipzig vào thứ ba vừa rồi, bởi vì mình đã không săn được vé trước và giá chợ đen bán nó rất là đắt và rất là hiếm để mua được. Và ngày hôm nay mình đã có cơ hội đến sân vận động này để xem Leipzig, nhưng mà khá tiếc vì không được xem đội bóng của mình yêu thích đá. Hiện tại các cũng đã bắt đầu ra sân để bắt đầu đá hiệp hai, đã chờ đón hiệp hai nhau rất như thế nào nhỉ? They call me Mr. Tibbs. Ooh, moving forward, ain't no looking back. Yeah, them blessings raining down and I want all of that. Yeah, we made it out the jungle, just know that it was a struggle. Now the whole team had to hustle, now see where we at. Ooh, moving forward, ain't no looking back. Yeah, moving forward, ain't no looking back. Ooh, moving forward, ain't no looking back. Yeah, we made it out the jungle, now see where we at. Yeah. Came a long way, still got a long way to go. Never lose faith, I'ma never lose hope. Boy, it won't stop till we headline the shores. Steady on the move, traveling coast to coast. If the men don't work, then the man don't eat. I be getting to it, yeah, I can't even sleep. Prices went up, nothing no longer cheap. And I gotta get mine, cause you gotta pay the fee. Walking in the room, I'm the realest one in it. I don't do jokes, I don't really do gimmicks. Lady in the game, but you treat it like a scrimmage. In a couple months, everyone gon' know the image. Cause I can't go back to where I was. People didn't believe in none of us. Everyone thought we just took it as a game, but just in 1 year, man, we made our own lane. Moving forward, ain't no looking back. Yeah, them blessings raining down and I want all of that. Yeah, we made it out the jungle, just know that it was a struggle. Now the whole team had to hustle, now see where we at. Ooh, moving forward, ain't no looking back. Yeah, moving forward, ain't no looking back. Này có khoảng gần 46.000 người đến xem trận này. Đông. Mọi người có thể thấy không khí tại một trận bóng giải Bundesliga cũng như là chưa? Nó như thế này đấy, vô to dã man quân. Kia là khán đài QD của fan Leipzig nên thường rất là đông vì cái rẻ và phải đứng. Ở đây hô cứ theo quy luật là khu D sẽ hô trước rồi đến các khu khác sẽ lần lượt hô cùng khu D. Để nói rõ hơn sẽ là khu D hô rồi đến khu B hô hết lượt, lại bắt đầu khu D hô rồi khu C hoặc khu A sẽ hô đến hết nhịp. RB Leipzig và Bayer Leverkusen là hai đội bóng nổi tiếng tại giải Bundesliga, cạnh tranh chức vô địch với đội Bayern Munich và Dortmund ở khu vực. Cuộc phạm lỗi mà trọng tài không thổi hay thực sự. Cả hai đội bóng này đều tham dự giải UEFA Champions League, nhưng mà hôm nay với đội phía sân nhà, Leipzig đã tạo ra nhiều cơ hội và có 2 bàn thắng. Bayer Leverkusen rất ít có cơ hội nguy hiểm và trận đấu cũng trôi về những phút cuối rồi. Các cổ động viên đã sẵn sàng đứng dậy và chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của đội chủ nhà. Và cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc với 3 điểm ở lại với thành phố Leipzig và Leverkusen không mang điểm nào về Tây Đức cả. Đã hết trận bóng rồi, mọi người có thể thấy rõ được không khí trong sân giải Bundesliga như thế nào chưa? Đừng chần chờ gì nữa, nếu bạn là một người yêu bóng đá hãy sân bóng và tận hưởng tại đây. Bóng đá nếu không có chúng ta thì sẽ không bao giờ trở thành một môn thể thao vua. Xin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã xem hết video này.